Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi kênh Nghệ An TV. Hãy cùng với chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 15 tháng 11, hãng thông tấn tác của Nga dẫn lời một tù binh Ukraine, tên Alexander Rapoliuk, cho biết nhóm quân nhân Ukraine ở tỉnh Quốc đã quyết định đầu hàng sau khi biết rằng lực lượng vũ trang Nga đã kiểm soát 5 vị trí của họ cùng lúc. Trong một video được đăng tải, tù binh Ukraine cho biết Chúng tôi đầu hàng mà không chiến đấu và đợi đến sáng hôm sau. Chúng tôi nghe nói rằng lực lượng của đối phương đã kiểm soát được 5 vị trí của chúng tôi, hầu như không có thương vong. Chỉ có một người bị thương nhẹ, vậy là hết. Toàn bộ trung đội của chúng tôi đã bị đẩy lùi. Tù binh Ukraine nói thêm rằng, ban đầu họ được triển khai đến tỉnh quốc với lý do thay thế các đồng đội đang chiến đấu ở đó. Tuy nhiên khi đến nơi, họ phát hiện ra rằng những quân nhân mà họ thay thế đã không còn sống sót. Ngày 14 tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tới 430 quân nhân ở khu vực quốc trong ngày qua. Tổng cộng, Nga tuyên bố Ukraine mất hơn 32.580 quân kể từ khi các cuộc giao tranh bắt đầu ở khu vực này hồi đầu tháng 8 năm nay. Theo thống kê của Nga, kể từ khi cuộc tấn công vào quốc nổ ra, Ukraine đã mất 212 xe tăng 136 xe chiến đấu bộ bình, 112 xe bọc thép trở quân, 1.165 xe chiến đấu bọc thép, 940 xe cơ giới, 281 khẩu pháo và 40 bệ phóng tên lửa đa nòng, bao gồm 11 hệ thống HIMA và 6 hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất. Trước đó hôm 13 tháng 11, đại diện của lữ đoàn Bukovina, số 82 của Ukraine, ông Viktor Kravtsov cho biết, do giao tranh ác liệt và tổn thất khá lớn, quân đội Nga đã điều sư đoàn tấn công đường không số 76 tới khu vực quốc để tăng cường các hoạt động tấn công tại đây. Đây được xem là một trong những lữ đoàn mạnh hàng đầu của Nga. Ông cho biết thêm, Ukraine liên tục phá hủy các thiết bị quân sự do Nga tích trữ ở tiền tuyến. Khi được hỏi giao tranh ở khu vực quốc hiện ảnh hưởng như thế nào đến tình hình ở tiền tuyến Ukraine, ông Kravtsov cho biết điều này giúp làm giảm áp lực cho quân đội Ukraine ở chiến tuyến miền đông. Ukraine mở chiến dịch tấn công vào tỉnh biên giới quốc của Nga từ ngày 6 tháng 8 năm nay. Chiến dịch quốc diễn ra sau khi tình báo Ukraine nhận được thông tin rằng Nga chuẩn bị mở một cuộc tấn công theo hướng quốc đến vùng Sumy của Ukraine để lập một vùng đẹp an ninh. Quy định của Kiev tấn công vào quốc vừa để ngăn chặn nỗ lực trên của Moscow vừa nhằm buộc Nga phải chuyển hướng nguồn lực, giảm sức ép cho lực lượng phòng thủ ở mặt trận miền đông. Ngoài ra, chiến dịch quốc được kỳ vọng giúp ký ép nâng vị thế trong các cuộc đàm phán tiềm năng trong tương lai với Nga, thông qua việc kiểm soát lãnh thổ ở đây. Tuy nhiên, đà tiến công của Ukraine đã trưởng lại và họ hiện chỉ kiểm soát một nửa lãnh thổ đã giành được ban đầu. Theo quân đội Ukraine kể từ ngày mùng 7 tháng 11, Nga bắt đầu thực hiện các cuộc tấn công mạnh vào vị trí của quân Ukraine ở quốc. Nga được cho là đã tập hợp hơn 50.000 quân bao gồm cả quân nhân Triều Tiên, để mở chiến dịch phản công quy mô lớn nhằm để lùi lực lượng Ukraine tại quốc, trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức vào tháng 1 tới. Theo trang web Nga Reporter, các đơn vị của nhóm quân miền Nam của lực lượng Moscow đang tích cực hình thành một nồi hầm lớn đối với nhóm quân phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine ở phía nam Kudakhov. Các nhóm quân Nga từ phía đông, phía nam và phía bắc đang thắt chặt vòng vây quanh nhóm quân của lực lượng vũ trang Ukraine ở thành phố Kurakhov. Các nguồn thông tin của giới truyền thông Ukraine ghi nhận, bước tiến cực kỳ nhanh chóng của lực lượng vũ trang Nga ở sườn phía Bắc và phía Nam của vòng vây quanh thành phố quan trọng ở phía Nam Pokrov. Kênh Reporter cho biết, sau khi các đơn vị của cụm quân miền Nam chọc thủng hàng phòng ngự của Ukraine ở làng Ilinka tiến tới Beresky ở phía Bắc Kurakhov, Lực lượng này chỉ còn chưa đầy 3 km nữa để di chuyển theo hướng Bắc Nam và đánh vào Kurakhok. Trong khi đó ở phía nam, máy bay tiêm kích nga cũng đang tích cực đẩy lùi lực lượng Ukraine về phía Uspenika và cũng chỉ còn cách Kurakhok 3 km về phía nam. Như vậy, quân đội nga sắp bao vây hoàn toàn một vùng lãnh thổ rộng lớn, chuẩn bị biến Kurakhok thành hạt nhân của một nồi hầm khủng khiếp. Trong tương lai gần, tàn quân của lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu định cư Ilinka, Elizavetinka, Romanovka và Anovka sẽ buộc phải đầu hàng hoặc sẽ bị thương vong hoàn toàn. Các phóng viên chiến trường Nga thông báo rằng, lực lượng phòng thủ của Ukraine đã bắt đầu rút các đơn vị ở các khu vực xung quanh về phía sau, trong khi tình hình phía đông Kurakhov cũng đang xấu đi nhanh chóng. Các đơn vị của nhóm quân miền Nam đang tiến tới vùng ngoại ô phía đông thành phố, có tới 15% lãnh thổ Kurakhov đã nằm dưới sự kiểm soát của các đơn vị tiền phương của lực lượng vũ trang Nga. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Tình hình dọc chiến tuyến trên hướng này được cải thiện nhanh chóng. Quân đội Nga đã đánh bại đội hình của 8 lữ đoàn của lực lượng vũ trang Ukraine, gây thiệt hại tới 655 binh lính, bắn cháy 3 xe tăng, một số khẩu pháo và một bệ phóng RAK SA-12, loại MLRS hiếm hoi do Croatia sản xuất. Trên hướng Kharkov, quân đội Nga cũng đã tiến sâu vào nội đô thành phố Kupian, tiến hành các trận chiến trên đường phố và đang nỗ lực tăng viện để kiểm soát toàn bộ thành phố quan trọng ở phía nam vùng Kharkov trong nỗ lực kiểm soát hoàn toàn khu vực trồn ở miền đông Ukraine. Ngày 15 tháng 11, Cơ quan An ninh Ukraine SBU thông báo đang giữ chỉ huy một đơn vị đặc nhiệm sau khi phát hiện ông này tuần thông tin cho cơ quan tình báo của đội Nga GRU. Cơ quan an ninh Ukraine SBU cho biết, đối phương chủ yếu quan tâm đến những chiến dịch phá hoại và do thám của lực lượng đặc nhiệm Ukraine diễn ra sâu trong lòng địch ở các vùng Zaporizhia Kherson và Karam. Sĩ quan này mang quân hàm trung tá, có quyền tiếp cận thông tin về kế hoạch di chuyển, vũ khí và danh sách mục tiêu của lực lượng đặc nhiệm quân đội Ukraine, SOF. Viên trung tá còn thu thập thông tin về một số đơn vị quân đội Ukraine và chuyển cho đầu mối phía Nga. Trong cuộc khám xét và bắt giữ giới chức Ukraine, đã tịch thu một bộ thiết bị liên lạc bí mật, thiết bị máy tính, nhiều điện thoại và thiết bị lưu trữ dữ liệu. Điều tra viên Ukraine cho rằng tình báo Nga chiêu mộ viên trung tá từ trước khi chiến sự nổ ra vào tháng 2 năm 2022, nhưng đến đầu năm nay mới kích hoạt và ra nhiệm vụ làm nội gián. Cơ quan an ninh Ukraine SBU đánh giá tình báo Nga định sử dụng thông tin thu được từ nội gián để âm mưu sang Mỹ, hạ gục những mũi xâm nhập của đặc nhiệm Ukraine ở tiền tuyến và các vùng lệnh thổ Nga đang kiểm soát. Nghi phạm có thể bị khép tội phản quốc chịu án trung thần và tịch thu toàn bộ tài sản. Lực lượng đặc nhiệm quân đội Ukraine SOF thông báo, trong khi lực lượng đặc nhiệm đang làm nhiệm vụ chiến đấu trong lòng địch ở khu vực đang bị đối phương kiểm soát, đáng buồn rằng trong hàng ngũ chúng ta vẫn có kẻ tìm cách phá hoại. Đặc nhiệm vẫn sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ, đánh bại đối phương và giải phóng lãnh thổ Ukraine. Bất kỳ ai tìm cách cản đường và đe dọa sinh mạng quân nhân đều sẽ bị vạch trần và chịu án tù. Chương trình tái thiết trị giá hàng tỷ đô la Mỹ của Ukraine đang gặp thách thức lớn từ nạn tham nhũng. Mặc dù Kiev đã triển khai các biện pháp chống tham nhũng nhằm gia nhập EU, nhưng vấn đề này vẫn diễn biến phức tạp và gây khó khăn cho các dự án tái thiết. Vấn đề tham nhũng đang trở thành một thách thức lớn đối với chương trình tái thiết Ukraine, như được minh họa qua câu chuyện của ông Bad và công ty Pháp NeoEco. Theo hãng tin AFP, khi đồng ý tham gia xây dựng lại các khu trung cư bị phá hủy ở thị trấn Gostomel, ngoại ô Kiev, ông Griot không ngờ rằng mình sẽ gặp phải những yêu cầu bất thường từ chính quyền địa phương. Theo chia sẻ của ông Griot, chính quyền địa phương đã yêu cầu công ty NeoEco chuyển toàn bộ số tiền dự án trị giá hàng triệu đô la Mỹ vào tài khoản của họ, với lý do sẽ trực tiếp điều hành dự án. Khi NeoEco từ chối yêu cầu này, họ bắt đầu gặp nhiều trở ngại. Thời gian làm thủ tục kéo dài, thêm các điều khoản mới vào hợp đồng và gợi ý về việc trao phong bì cho những người có thẩm quyền. Hệ quả là vào tháng 9 năm 2023, Neo Eco đã phải từ bỏ dự án vốn nhận được 20 triệu euro tài trợ tư nhân. Sau đó, các nhà điều tra Ukraine phát hiện một hệ thống tham ô trong chính quyền địa phương ở Gostomen với cáo buộc người đứng đầu thị trấn Sergei Porisiuk đã chiếm đoạt khoảng 21 triệu hryvnia, tương đương 470.000 đô la Mỹ từ quỹ tái thiết nhà ở và căn hộ. Mặc dù Ukraine đã tích cực thúc đẩy các biện pháp chống tham nhũng trong thập kỷ qua để hướng tới mục tiêu gia nhập EU, tình trạng này vẫn còn phổ biến. Theo tổ chức Minh bạch quốc tế, Ukraine hiện xếp hạng 104 trong số 180 quốc gia về chỉ số nhận thức tham nhũng, tuy đã cải thiện từ vị trí 144 vào năm 2013. Cuộc xung đột về Nga dường như đã tạo ra những cơ hội mới cho một số quan chức tham nhũng. Nhiều vụ án về biển thủ quỹ tái thiết và bán giấy chứng nhận miễn trừ nghĩa vụ quân sự đã được phát hiện trong thời gian có giao tranh. Theo nghiên cứu chung của Ngân hàng Thế giới, Liên Hợp Quốc, EU và Chính phủ Ukraine, Tổng chi phí tái thiết Ukraine ước tính lên tới 486 tỷ đô la Mỹ. Con số khổng lồ này đặt ra những lo ngại về việc tham nhũng có thể cản trở các đối tác quốc tế cung cấp vốn. Tuy nhiên, Giám đốc Tổ chức Minh bạch Quốc tế Ukraine Andriy Porovik cho rằng việc phát hiện và xử lý các vụ tham nhũng cho thấy vấn đề này không bị lãng quên. Người đứng đầu Cơ quan Phòng chống tham nhũng quốc gia Ukraine Viktor Pavluchik cho biết năm nay đã có khoảng 500 vụ án tham nhũng được khởi tố và 60 bản án đã được kết án. Ukraine cũng đang nỗ lực cải thiện tình hình bằng cách triển khai nền tảng Dream, liệt kê tất cả các dự án đang mở để tăng tính minh bạch. Theo người đứng đầu dự án triển khai Dream, Viktor Nestulia, nền tảng này cho phép các nhà đầu tư, nhà báo và người dân Ukraine theo dõi tiến độ của các dự án xây dựng. Cựu lãnh đạo cơ quan tái thiết Ukraine, Mustafa Nezem, nhấn mạnh rằng cam kết về sự minh bạch sẽ là chìa khóa để trấn an các nhà đầu tư nước ngoài. Ông khẳng định xung đột không thể là cái cớ để không chống tham nhũng và tham nhũng không phải là điều cố hữu trong dna của người ukraina mà chỉ đơn giản là vấn đề ý chí